Hôm qua trời nó có mưa, nhưng mà mưa nhỏ thôi. Thì cũng có thể nó giúp một số nấm nó mọc lên các bạn. Nấm như có thể. Bữa nay mình đi tìm coi có chỗ nào mà lobster. Lobster mushroom. Ăn rất là ngon. Đây nè các bạn, đây nè cái nấm lobster mushroom này. Cái màu nó rất là đẹp, giống như con lobster, cái đuôi của con lobster. Đây. Đấy, các bạn thấy đó, màu rất là đẹp. Đây. Đây, ở trước này nữa nó cũng có nè. Cái này nó dính nhiều đất lắm. Thành ra mình phải cẩn thận chùi nó trước. Đây. Đó. Đây các bạn thấy không? Wow, nè, thấy không? Giống cái này, nó giống y như là cái đuôi của con tôm, thấy không? Thành ra người ta gọi cái nấm này là nấm lobster. Cái này ăn rất là ngon nè. Người ta nói là nó ăn nó cũng giống như là con tôm vậy. Thật sự là nó không phải như vậy, nhưng mà nó có mùi của seafood, ăn cũng rất là ngon. Thấy các bạn thấy không, cái thịt của nó nè trắng thật là đẹp. Đây nữa đây. Thấy không, thấy không? Cũng y như cái đuôi con tôm nữa các bạn ha. Wow, đẹp quá. Cái này là mình phải ở cái mặt trước này đây, nó rất là dơ. Thành ra mình phải chùi nó, cho cái mình chùi rửa nó trước để mà bỏ vô bọc, chứ không là nó dính chụp nè, về nó rửa cực lắm. Có một cái mọc ngay ở đường này đó, hai con luôn, hai ba cái luôn, bạn thấy không, quá đẹp không đó. Giống như tôm vậy các bạn ha. Mới mọc nhiều quá trời ra. Wow, đẹp không các bạn? Những cái loại nấm này mà các bạn bóc lên mà thấy nó còn nặng ấy, thì là nấm ngon còn ngon. Nếu mà nó cảm thấy nó nhẹ thì nó đã già, đã quá lứa của nó, thành nó không ngon. Cái này còn nặng này các bạn. Này, nhưng mà cái loại nấm này nó dơ lắm. Thành ra mà chịu có mất thời gian mà rửa nó. Đây nè. Đẹp, quá đẹp ha. Giống như màu tôm. Hồi trước cũng có một cái nữa nè. Đây, các bạn. Đây nè. Cái này nó đổ màu như nó già làm sao. Này nó già quá rồi, quá lứa rồi. Cái nấm này nó
nó dễ tìm thấy lắm các bạn, tại vì cái màu sắc nó rất là rực rỡ, thành ra đây ảnh đây rồi. À, có con gì nó ăn rồi nè, mấy con nhà, chắc mấy con dê nó ăn rồi đó. Đây rồi các bạn thấy nè, ngon lành không, giống như tôm không. Trời ơi, ngon không? Wow, quá đẹp ha các bạn ha. Đây nữa đây. Nấm này nó hình như nó hơi cũ. Nó nhẹ nhẹ đó.